ở công ty con được phân công là tưới cây 3 lần một tuần Khi con tưới nước thì con thấy các con kiến hay vật nhỏ li ti sống ở trong đất ở các chậu cây Con nghĩ là tưới nước tưới sẽ rút xuống dưới mặt đất cũng giống như khi có mưa xuống nên các con vật sẽ không sao cả. Thư sư con nghĩ và làm vậy có đúng không? Còn trước khi tưới nước thì cũng ráng quét cho bớt các con vật và có rải nước sơ để tụi nó biết mà đi chỗ khác. Mong sự hướng dẫn để con làm cho đúng để cho giới của con được trong sạch. À, cái câu này á nó ừ. quý vị mong cầu một cái chuyện mà quý vị là của ông sư á quý vị tức là cái chuyện của tu hành của người tiền kheo á mà quý vị đem ra vậy để mong cầu cho một cái cư sĩ tại vì biết tại sao đời sống một, một vị tỳ kheo nó lại um, giới luận được gọi là biệt giờ hàm biệt thu thúc giải thoát giới tôi nè giờ tôi không có dướng cái đó nè tại vì tôi không có đi làm tôi không tỳ kheo rồi quý vị làm một người cư sĩ vậy đi, đi 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 làm ngoài công việc người ta giao như vậy mình làm thì nó là cái chuyện phải chấp nhận ở đây là mình sẽ tìm cách mình hạn chế cái sự phạm giới của mình đi mình hạn chế bớt chứ không thể nào hoàn hảo như ông sư ông chùa là là không cần phải tới cây thì nó tới đây mình nhớ tới cái câu chuyện trong pháp cú là câu chuyện của vợ của cái anh thợ săn cút cú tá mít tá là thợ săn kê hủ thì cái anh thợ săn này nè là nó vị việc anh thợ săn nhưng mà anh có cô, cô vợ á cô vợ của anh là một vị thánh dự lưu tư đồ hoàng thì các vị tỳ kheo mới hỏi đức thế tôn rằng là cái anh này à, cái cô cái cô tín nữ này là một vị tu hoàng à, tại sao mà hàng ngày lại sắp tên sắp cung chuẩn bị cho người chồng đi săn xây giờ nó có mang nghiệp hay không nó có chỗ xứng đáng người tu đồ hoàng hay không thì đức phật này mới trả lời là cái người này à, à, vợ này chỉ thực hiện cái nhiệm vụ của người vợ thôi chứ không có chủ tâm để mà sắm cung tên sắp chuẩn bị cung tên cho người chồng này đi sát xanh tức là săn bắn thì đức phật là bất thiết lên cái nghiệp ngôn là bàn tay không thương tích có thể cầm thuốc độc không thương tích tránh độc phải tránh ác như vậy cái bàn tay mình lành lặn mình cầm thuốc độc thuốc độc nó có thấm vô theo đường máu như cái bàn tay bị đứt bị thương mình cầm cái thuốc độc thuốc độc đi vào máu qua cái, cái vết rách của trên da thì cũng vậy ở đây là mình giống như mình bắt trước sơ sơ vậy đó mình đầm bộ mình tắt ý trong bụng mình là tôi làm theo nhiệm vụ ông giám đốc ông giao thôi không thể nào mà mình là đạt cái tâm của một vị tu đồ vườn lúc đó được nhưng mà mình khéo tắc ý à, tôi làm này là do giám đốc giao thôi cho tôi không cố ý tôi sát hại con nào hết trơn thì giống như mình lỡ mình à, có tưới nó chết con này con nọ thì đó là cái nó cũng đỡ mang cho mình một cái phần nghiệp nào đó chứ còn mà mình bắt trước <laughs> thấy vậy của mình làm vậy mình nói mình không có tội là không được tại vì cái tâm của mình không đạt được như cái tâm của vị thánh thù hàng trong cái giới đó đa phần là nó có một cái là mình có cái ý muốn hay không ví dụ như trong cái giới sắc xanh là mình có ý muốn sắc xanh hay không nha khi mình có ý muốn thì nó mới tính tiếp rồi trong yên rồi hoặc là trong cái giới không có trộm cắp thì nó có cái là mình có cái ý muốn trộm cắp hay không cho nên trong cái việc này cũng vậy mình xét coi mình có ý muốn sắc xanh hay không mình có ý muốn là phá nhà phá cửa của chúng sanh khác hay không? Mình có ý muốn là làm cho chúng sanh khác bị tổn hại hay không? Thì mình khéo tác ý thì mình khỏe, còn nếu như mà mình thấy nó không ổn thì thôi mình đi tu nha. Ở đời đó, ở đời đó rất là khó để tìm một cái nghề nghiệp gì mà nó không ảnh hưởng đến chúng sanh khác đó là lý do tại sao mà cái con đường tu hành đó, à, là cái con đường dành cho những vị xuất gia ly dục ừ. còn quý vị tại gia cư sĩ cái việc này nó rất là khó à, đừng có con nhà lính tính nhà quan thì nó cũng kẹt còn nếu mà thấy khó xử quá thì chỉ có nước đi tu thôi ừ. như hồi xưa mà sư đi um, đi làm đó. cái nghề nghiệp nó bắt mình phải nói dối mà thực tế cái chuyện nói dối mình không hại ai hết nha không hại ai hết nó vừa tốt cho họ mà vừa tốt cho công ty tốt cho cả hai nhưng mà bản chất của nó là nói dối thì vẫn cứ là nói dối mà mỗi lần sư nói sư rất là ngượng miệng rồi từ từ mới nghĩ là thôi cái đời sống tại gia cư sĩ giữ giới không được mới nghĩ đến cái chuyện đi xuất gia nha à, thành ra là mình phải biết lựa chọn cái nghề nghiệp của mình chứ không mình không thể nào mình nói là Uh, thì bây giờ không làm cái này thì lấy cái gì ăn thì cái đó là do mình thôi tại vì ngay cả cái lựa chọn là chết đói nó cũng là lựa chọn của mình mà